Hi, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu với mọi người món ăn, đó chính là tảng sườn nướng mật ong. Như các bạn đã thấy thì trong tay Phương đây là một cái miếng sườn rất là to, đúng không? Và trong video clip lần này, Phương sẽ giới thiệu cho các bạn cách ướp sườn khá là độc đáo của nhà Phương. Và đây sẽ là công thức mọi người ạ. Miếng sườn này có cân nặng là 1,2kg. Và cách thức ướp của chúng ta sẽ là 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, 3 thìa đường nếu như bạn nào thích ăn ngọt nha, 1 muỗng mật ong, 1 muỗng dầu mè, 1/3 muỗng tiêu, 1 muỗng sốt ướp thịt nướng, cái này có thể mua ngoài chợ, 1,5 muỗng dầu hào, 2 muỗng nước tương, 3 muỗng rượu mai quế lộ, cái này khá là đặc biệt các mọi người, 1,5 muỗng dầu điều để tạo màu này, và 4 gốc ngò rí, 5 củ hành tím và 6 cây tép tỏi. Và một lưu ý đó là chúng ta sẽ ướp miếng thịt này trong nước sốt ở ngăn mát tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng và có thể để qua đêm cũng được nữa. Mục đích của chúng ta chỉ là để nước sốt thấm vào miếng thịt càng nhiều càng tốt. Sau khi lấy miếng thịt từ trong ngăn mát tủ lạnh ra và đặt lên khay nướng, Phương sẽ bỏ vào lò nướng và chúng ta sẽ nướng với nhiệt độ là 185 độ và nướng trong vòng 1 tiếng. Nhưng chúng ta sẽ không nướng một lèo đâu mọi người à, chúng ta sẽ nướng theo từng phần. Bởi vì miếng sườn khá là to nên chúng ta không thể nào nướng một lồng một tiếng được, cho nên lần đầu tiên Phương sẽ để 25 phút. Sở dĩ chúng ta phải chia các giai đoạn ra để đảm bảo cho cái việc mặt trên, mặt dưới, nói chung là toàn bộ miếng sườn chúng ta được nướng một cách toàn diện nhất. Sau khi kết thúc 25 phút đầu tiên thì Phương sẽ lấy miếng sườn ra và rưới thêm một lần nước sốt nữa để cho lần nướng tiếp theo miếng thịt của chúng ta không bị khô, và đồng thời chúng ta cũng sẽ lật trở cái miếng thịt đã lên nha mọi người. Đây là cái phần miếng thịt ở dưới vừa mới lật lên này mọi người. Mọi người thấy là nó vẫn chưa chín đúng không? Bởi vì sau 25 phút đầu tiên để một mặt trên thì chúng ta không thể nào chín được cái phần mặt dưới rồi. Và chúng ta lại tiếp tục rưới luôn cái mặt này và bỏ vào lò thêm 15 phút nữa. Ta-da! Và đây là thành quả của 15 phút lần thứ 2. Đây, mọi người thấy là nó bắt đầu hấp dẫn hơn đúng không? Bề mặt nó xe lại và chúng ta cảm nhận được là miếng thịt của chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị ăn được rồi đấy. Nhưng mà để đảm bảo phần thịt bên trong nó chín thì chúng ta phải nướng lần thứ 3 với 20 phút nữa. Và tất nhiên lại rưới một lần nước sốt mọi người ạ. Hồi nãy thì Phương đã bỏ miếng thịt vào lò nướng thêm 20 phút nữa rồi. Còn nước sốt này chúng ta sẽ đun lên và có thể rưới lên miếng thịt sau khi miếng thịt chín rồi, hoặc là chúng ta có thể chấm. Wow, vậy là một tiếng miếng thịt của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ lấy miếng thịt ra, để lên một cái đĩa và cắt ra xem coi bên trong miếng thịt nó đã như thế nào rồi nhé. Vì đây là lần đầu tiên Phương nướng một cái miếng thịt to như thế này, nhưng mà Phương nghĩ với khoảng thời gian một tiếng trong cái nhiệt độ cũng khá là cao như thế thì miếng thịt chắc chắn cũng phải chín thôi đúng không mọi người? Khá là hấp dẫn mọi người ha. Mọi người có thể thấy là miếng sườn chúng ta nó không bị khô này, bởi vì chúng ta liên tục quét nước sốt lên, và đồng thời thì nó cũng ống lên nữa, bởi vì chúng ta có mật ong đó mọi người. Khi mà nướng thịt, mật ong sẽ làm cho miếng thịt chúng ta bóng lên và nhìn rất là đẹp mắt. Mùi thơm phức luôn mọi người. Mọi người có nhớ cái nước sốt hồi nãy chúng ta đã đun lên không? Bây giờ chúng ta sẽ đổ lên trên bề mặt của miếng sườn này. Ôi, trông lại càng hấp dẫn hơn nữa. Mọi người có thấy là cái món ăn này làm khá là dễ đúng không? Chỉ cần chúng ta ướp được cái nước sốt hoàn hảo thì là miếng thịt chúng ta nó cũng hoàn hảo rồi. Và cộng thêm khi mà chúng ta nướng thì chúng ta nên cẩn thận hơn nữa. Và bây giờ thì nếu như các bạn thích cái video clip này thì nhớ nhấn like cũng như subscribe cho channel của Phương nhé. Chúng ta sẽ cùng cắt thịt thôi mọi người ạ.